Và bây giờ thử thách đầu tiên, xuyên thấu, rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ gặp gỡ ba chàng trai đảm bảo đẹp trai. Có trai đẹp là được, có vẫn mê trai. Và trong lần gặp đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy được dáng hình của họ đứng sau một tấm màn trắng thôi. Mỗi người sẽ chia sẻ một đoạn ngắn giới thiệu về bản thân cũng như là quan điểm của họ. Sau đó thì chúng ta sẽ được thấy ba gương mặt nằm bất kỳ ở trên cái bảng cao này nè. Nhiệm vụ của hai bạn sẽ phải dùng giác quan thứ 6 của mình đoán xem gương mặt nào là của cái body shop đó. Đúng rồi, ở cái body nào, ở cái cơ thể nào. Rất đơn giản. Và nếu như ai đưa ra lựa chọn chính xác sẽ mang về cho mình 5 điểm. Và bây giờ thì dòng 1 mang tên xuyên thấu xin được phép bắt đầu. Ê bạn, nhìn thấy giống ai đó, nhói tìm. Nhói tìm. Gì vậy Nam em? Anh trai chính giữa đau đầu rồi. Em xin hỏi là cái anh, thứ nhất là anh đang chơi vô hay chơi ra? Sao em thấy có một cái người đang đứng chơi ra là ai vậy ta? Người ta chơi ra chơi vô gì kệ người ta. Có một người đứng đi ra kia ô bên kia. Đây cũng chơi ra nè. Okay. Ủa mà sao cái bóng kia nó bị ngược? Đề nghị hai bạn đừng làm cho khán giả hoang mang nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chàng trai đầu tiên ở vị trí thứ nhất sẽ chia sẻ, sẽ nói về bản thân. Xin mời. Tôi là gấu mập, tuy hơi mập một chút nhưng tôi chạy rất là nhanh đó nha. Gấu mập. Và người phụ nữ mà tôi thích không cần phải đẹp, không cần phải giỏi, chỉ cần cô ấy biết quan tâm, biết chia sẻ và không tạo áp lực cho người đàn ông, và đặc biệt là ít nói. Theo tôi, giác quan thứ 6 của phụ nữ 90% là chính xác. Vì khi họ đã muốn biết một điều gì đó thì tất nhiên là họ đã biết câu trả lời rồi. Vì thế cách tốt nhất của người đàn ông thì chúng ta nên nói thật và nhận lỗi nếu như mình đã sai. Đó là quan điểm của tôi. Nam anh, Nam em. Dạ. Nghe cái giọng đó, thấy cái hình đó, đoán thử xem cái gương mặt ảnh làm sao. Em nghĩ là ảnh là một người đàn ông sẽ hơi trưởng thành, chững chạc, nhưng mà ảnh sẽ không theo đẹp theo kiểu điển trai. Có thể là mắt sẽ hai mí, mũi sẽ hơi thấp một chút, miệng thì hơi bự, mặt thì da sẽ không đẹp lắm. Em bắt đầu thấy sợ sợ Nam em rồi đó. Em thấy được tới đó luôn hả? Em cảm được khuôn mặt luôn mà. Nhưng mà đúng hay không thì em không biết rồi. Em có một giác quan thứ 6. Đó, rồi, nói nè. Anh chinh giữa mỗi... Gì vậy đó, hỏi anh đầu tiên mà. Trời ơi, chinh giữa tội nghiệp cho đổi cái tay mỏi lắm rồi. Cái đó là tự chọn đó. Anh thích vậy. Còn anh số 1 thôi, không bàn đâu. Tại vì nãy anh nó không có thích phụ nữ nói nhiều. Thôi mà, người ta nói vậy thôi. Và xin nhắc em, đây không phải là chương trình hẹn hò, cho nên em cũng đừng có quan tâm lắm nha. Em cứ phán đoán thôi. Hãy dùng giác quan thứ 6 của mình đi em. Giác quan thứ 6 hả? Mặc dù là cái phản chiếu của nó rất là cao, nhưng mà em nghĩ ngược lại thì hơi lùn. Mặc dù phản chiếu nhìn hai cái chân nó nhơm, em nghĩ không có ốm. Mặt tròn. Với lại cái tóc hình như là hơi ngắn á. Ừ, có thể là không có tóc luôn á. Không có tóc luôn á. Không có tóc nhưng mà nó ngắn. Trời ơi, ai thấu cho tôi. Tại sao có thể xuất sắc như vậy chứ? Hay quá em ơi. Mới nghe cái giọng thôi là biết được người ta không có tóc luôn rồi. Cào trọc đầu có con tóc. Nhớ bạn anh chính giữa nha. Tội nghiệp anh chính giữa. Tới anh chính giữa nè, tới chính giữa của em nè. Xin mời chàng trai đứng chính giữa. Tôi là Jerry, tôi tuổi chuột. Mọi người nhìn bề ngoài thường bảo tôi là người khó gần, lạnh lùng. Nhưng thật ra khi tiếp xúc, mọi người sẽ biết tôi là một người rất thân thiện và hòa đồng. Tôi rất thích những cô gái lịch sự, điềm đạm. Em cứ việc ngoan hiền, thế giới cứ để anh lo. Tôi biết khó lòng có thể qua mắt được giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Do đó tôi đến đây để giúp các cô gái xinh đẹp của chương trình này phát huy giác quan thứ 6 đó. Em thấy cái giọng nói là nó hơi bắt thì... Trai Bắc thường hay đẹp trai lắm mà giọng thì rất là ấm. Thì em nghĩ khuôn mặt bạn này chắc sẽ hơi nhỏ. Những cái nét thì nó sẽ rất rõ. Bạn này mặt sẽ rất nét. Tóc thì em nghĩ chắc là màu đen đó. Dễ sợ thì cái gu vẫn là để tóc hai mái á. Xong có mấy cọng chọt chọt nữa. Bạn này có sức chịu đựng nè.
chịu đựng về cái gì em? Mỏi quá. Mỏi quá. Chị đề nghị em nói về vấn đề chính là nhan sắc. Về mặt nhan sắc thì bà Nam em nói hết rồi. Và em cũng đồng ý như vậy. Em cũng đồng ý luôn. Nhan sắc bạn này tựa tựa cái bạn Nguyễn Trần Trung Quân nè. Không biết đúng hôi em phán đại như thần hồi ra say vét hết cho nó đập mặt vô tường. Nhưng mà cái bạn này ốm mặt tới thoang. Chúng ta hãy cùng đến với chàng trai thứ ba để xem cái linh tính của hai bạn như thế nào nhé. Xin mời. Tôi là mèo trầm lặng. Mỗi người lý tưởng của tôi là người phụ nữ hướng về gia đình giống như tôi. Hạnh phúc đến từ những điều giản dị như dùng cơm và dọn dẹp nhà cửa cùng tôi. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ là một điều nhiệm màu. Họ có thể biết những điều mà người đàn ông không thể biết được. Và linh cảm của họ thường rất đúng. Cảm ơn anh. Mèo trầm lặng. Mèo trầm lặng hả? Chúng ta có mèo, có gấu và có chuột. Cái anh này hình như làm giáo viên thì phải. Cái phong thái y như là giáo viên theo kiểu qua thầy nghề, giáo qua mưa nghề, vậy rồi. Đó. Không đâu, không phải giáo viên đâu. Tại vì giáo viên hoạt ngôn rất là tốt mà anh này lúc nãy nói rất bị rung. Thầy giáo có biết diễn đâu mà không rung. Hai đứa ơi. Cái nghề là dòng sao nha, bây giờ là nhan sắc. Ý em nói nhan sắc là giống thầy giáo theo kiểu đẹp theo kiểu thánh thiện á. Mai tài phên ha. Vô lắm chứ bộ. Nói nghe có lý liền, đúng không? Thầy có đúng mà. Thầy giáo tóc hai mái. Thầy giáo mưa. Da chắc hơi ơi. Mưa. Da hơi đen luôn. Như vậy là cả hai bạn đều có cái cảm nhận, cái phán đoán riêng. Và bây giờ hãy ứng dụng điều đó sau khi nhìn thấy ba gương mặt ở trên đây. Xin mời. Thôi chết rồi. Tóc đen là có đẹp tóc đen quá. Số 1 là chính giữa nè. Em là em thấy sai rồi đó. Tại vì nãy có một người em nói là không có tóc. Tóc hình như là hơi ngắn á. Có thể là không có tóc luôn á. Đầu tiên là bạn gấu mập. Gấu mập. Theo Nam Anh thì em sẽ chọn gương mặt số mấy? Em nghĩ gấu mập là sẽ cho một cái hình số 2. Không, gấu mập phải số 3. Rồi, Nam Anh chọn số 2, còn Nam Em chọn số 3. Tiếp theo là chuột Jerry. Jerry là những số 1 rồi. Số 1 rồi đó. Chắc chắn là số 1 luôn. Jerry. Hồi nãy em phân tích đúng đúng không? Trời ơi, cái nhan sắc đó mà có sự kiên trì nữa là good đó. Rồi, như vậy là số 3. Mèo trầm lặng là gương mặt số mấy? Nam Mèo trầm lặng là số 2. Mèo trầm lặng theo em nghĩ là số 3. Chứ gì vậy bà, mèo trầm lặng mà số 2 chọn rồi. Số 2 tôi chọn đâu, bạn chọn mà bạn nói gì bạn? Ồ vậy hả? Ê, hai chị em này ở nhà cãi lộn chắc vui ha. Cứ tông đều đều, cái gì vậy bà, dạng vậy đó, hoài. Chúng ta hãy chốt lại đáp án cuối cùng. Mèo trầm lặng là gương mặt của Nam Anh chọn là gương mặt số 3. Số 3. Dạ. Còn em là số 2. Em là số 2. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép được mở cái bàn ở giữa. Đó là bạn Jerry. Cả hai bạn đều đoán đó là gương mặt số 1. Không biết là cái lựa chọn này có đúng hay không. Xin mời mở bức màn của bạn Jerry. Mở lên nào. Quá lịch lãm luôn. Gương mặt bắt đầu hé lộ. Và bạn này chính xác luôn. Không, cái điều đặc biệt là em nói là bạn này nhan sắc giống anh ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thì hơi giống thiệt chứ đùa đâu. Và như vậy là cả hai bạn đều đoán đúng. Chúc mừng, hai bạn đã mang về 5 điểm. Ở hai anh chàng còn lại thì Nam Anh và Nam Em lại không có đồng lựa chọn với nhau. Thế thì chúng tôi xin phép được mở một lúc hai bức màn của hai anh chàng này nhé. Của gấu mập và mèo trầm lặng, xin mời. Lên nào. Cái tấm kéo này cũng vi diệu quá. Nhưng mình lại nghĩ bạn đúng rồi bạn ơi. Không lẽ mình giờ đúng mình, trời. Mình tư duy về cái giọng nói thì như bạn đúng đó. Còn về thì cái nhân chứ sắc xong thì... cái vô lì nó lẹp dữ vậy. Người thấp người cao làm chi chân. Chị có thể coi giùm
ảnh đúng như cái em nói là mắt hay mí mũi bự và môi hơi to không? Em thử lại gần nhìn ảnh mà. Được không quý vị? Được. Nhưng mà xin phép nha, hai cô không được sờ vào hiện vật của chúng tôi. Đừng làm mất mát cái gì nha. Ở ngoài đẹp trai hơn chính hình. Ai chìm hình mà dìm dưới. Anh ở giữa đẹp trai nhất. Chúng đi coi triển lãm cho đẹp quá vậy hai đứa. Thôi không, chúng ta chỉ xem chơi chơi, đừng xem lâu quá người ta. Được chưa, thỏa mãn chưa? Giữ chút tự trọng. Đúng rồi, hình đó, anh nó còn biết. Xin được chúc mừng nam em đã đưa ra ba lựa chọn chính xác. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc là bạn nam em đã đem về cho mình 15 điểm. Xin chúc mừng. Và số điểm hiện tại của Nam Anh là 5 điểm. Ủa em tưởng không có điểm chứ. Em có 5 điểm. Em đúng một lần mà, phải có điểm chứ. Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2. Lúc này là lúc mà em có thể lội ngược dòng.